Kết thúc ngày 10 tháng 10, giá vàng miếng SGC được các cửa hàng lớn tại Hà Nội niêm yết ở mức 69,05-69,75 triệu đồng trên một lượng mua bán, tăng 150.000 đồng trên một lượng so với giá mở cửa phiên. Giá vàng miếng ở trong nước đang ở xu hướng tăng 3 tháng trở lại đây và hiện ở mức cao nhất từ đầu năm. Giá vàng thế giới trên Kitco News tiếp tục duy trì mức cao nhất từ đầu tháng, hiện đạt 1.859 USD trên một ounce, Vàng trong nước và thế giới tranh nhau hơn 14 triệu đồng mỗi lượng. Nhà phân tích của UBS, Ngân hàng Đầu tư Thụy Sĩ cho biết, với việc các nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, vàng đã được hưởng lợi ngắn hạn từ sự gia tăng căng thẳng chính trị. Trước đây, khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra, giá vàng cũng sô đổ mọi kỷ lục khi vươn lên ở mức 2.000 USD trên một ounce. Dù vậy, chuyên gia này nói thêm rằng lãi suất của Mỹ sẽ vẫn là lực cản đối với vàng. Để vàng tăng một cách vững chắc, Thị trường cần phải thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đưa ra quan điểm ôn hòa hơn trong suốt năm 2024.